Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với phần dự đoán tỷ số trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết Euro 2024, trận đấu cuối cùng giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 7 tháng 7. Cuộc đụng độ giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng tứ kết nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ với sự bùng nổ về bàn thắng, bởi là cả hai đều đang ngày càng biến ảo trên hàng công. Hơn nữa thì việc nằm ở nhánh đấu dễ thở hơn nhiều so với đội tuyển còn lại là Anh và Thụy Sĩ cũng sẽ là một nguồn động lực lớn cho cả hai đội tuyển quyết chiến ở trận này. Bởi chỉ cần thắng thì cơ hội vào chơi trận chung kết cúp châu lục sẽ gần hơn bao giờ hết. Trước trận đấu, tờ The Guardian đã đưa ra dự đoán về kết quả của trận đấu này cũng như là phân tích chi tiết, cho rằng Hà Lan đã gây ấn tượng mạnh khi thắng 3-0 trước Romania. Huấn luyện viên Ronald Koeman cũng đã không mất ai do chấn thương hay là án treo giò. Thổ Nhĩ Kỳ thì khác, họ biết cách giả dơ để thắng áo trong trận cầu yếu thế nhưng vẫn ghi hai bàn. Vincenzo Montella lại chờ đón Hakan Çalhanoğlu và Samet Adekin trở lại sau án treo giò. Tuy nhiên, Hà Lan nhỉnh hơn vào lúc này và họ luôn biết cách để có được kết quả thuận lợi, nhất là khi Cody Gakpo đang có phong độ cao. Một chiến thắng sẽ thuộc về những cơn lốc màu da cam. Và trang này dự đoán tỷ số là 2-1 cho Hà Lan. Trang The Standard thì đưa ra nhận định: với những gì cả hai đội thể hiện thì một trận đấu hấp dẫn với nhiều tình tiết đáng chú ý sẽ là diễn biến chính của cuộc chạm trán này. Chúng tôi mong chờ một trận đấu như vậy, thậm chí là cả sự cố bất ngờ nữa. Hà Lan với sự dẫn dắt của Cody Gakpo sẽ bước tiếp. Và cuối cùng, trang Standard dự đoán tỷ số là 2-1 dành cho Hà Lan. Tờ Radio Times thì bình luận: chúng ta có thể chứng kiến điều gì đó đặc biệt ở thủ đô nước Đức vào đêm thứ Bảy. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan đều đã chứng minh họ luôn sẵn sàng dồn quân về phía trước trong mỗi trận đấu và điều đó sẽ tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời. Một cuộc chạm trán nảy lửa có khả năng cao sẽ diễn ra ở trận này, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên rằng Hà Lan có lực lượng tốt hơn và sẽ giành chiến thắng cuối cùng, tỷ số sẽ là 2-1 cho Hà Lan. Bên cạnh đó, trang Give Me Sports thì đưa ra dự đoán về trận đấu giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đầy ngắn gọn, Thổ Nhĩ Kỳ có thể xuất sắc nhờ lối chơi tấn công bùng nổ và sự tỏa sáng của các cá nhân. Tuy nhiên, Hà Lan có hệ thống vận hành tốt hơn. Nếu buộc phải tấn công, khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận đòn hồi mã thương là rất cao. Những cơn lốc màu da cam sẽ thắng, trận đấu kết thúc với nhiều bàn thắng. Mới đây, trước thềm trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng đã gửi thông điệp đến người hâm mộ. Người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến là sẽ có mặt với số lượng lớn tại thủ đô nước Đức trong trận tứ kết với Hà Lan. Hậu vệ trái Fred Kadioglu cho biết là anh tin rằng bầu không khí sẽ giống như một trận đấu trên sân nhà ở Istanbul để cổ vũ cho các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Huấn luyện viên Ronald Koeman khẳng định rằng ông và các cầu thủ mình đã sẵn sàng cho sự kiện này. Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cầu thủ, bao gồm cả tôi, có kinh nghiệm chơi với các đội Thổ Nhĩ Kỳ và bầu không khí luôn tuyệt vời. Nhưng nếu chúng tôi giữ bóng thì họ sẽ trở nên im lặng. Hy vọng điều đó sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi cần phải bình tĩnh, phải hành động và chơi theo cách của mình, tập trung cao độ bởi họ là đối thủ mạnh và có khả năăng giữ bóng tốt. Hậu vệ Denzel Dumfries thì cho rằng: chúng tôi biết mình có thể mong đợi điều gì về bầu không khí, nhưng nó thật tuyệt. Có lẽ khó hơn để lắng nghe nhau, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải thống nhất với nhau và có trách nhiệm. Trong giải đấu này, chúng ta cũng thấy người hâm mộ của mình tuyệt vời như thế nào và đó thực sự là động lực to lớn với chúng tôi. Tiếp đến, huấn luyện viên Koeman khẳng định Hà Lan đang tốt hơn qua từng trận. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt với chiến thắng trước Ba Lan, sau đó là trận hòa trước Pháp, rồi một ngày tệ hại trước đội tuyển Áo. Rồi trận cuối cùng, chúng tôi đã ở một đẳng cấp khác thực sự tốt. Nếu chúng tôi duy trì được đẳng cấp, đội sẽ đi tiếp và mở toang cơ hội vào chung kết, dù đối thủ tại bán kết có thể là đội tuyển Anh. Mỗi trận đấu là đều khác nhau, tất cả các đội lớn đều gặp khó khăn. Ngay cả đội tuyển Anh cũng cần ghi bàn ở giây cuối cùng trước Slovakia. Bồ Đào Nha cũng phải thắng trên chấm penalty, bạn phải chiến đấu vì điều đó. Nhưng trận đấu với Romania đã mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin. Chúng tôi cần phải duy trì phong độ đó. Sau khi giành chiến thắng cảm xúc 2-1 trước đội tuyển Áo ở trận cuối cùng vòng 16 đội Euro 2024, huấn luyện viên Montella của Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định là ông và toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp Hà Lan. Còn nhớ là đụng độ đội tuyển Áo tại sân Leipzig, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho đội Áo phải choáng váng
với bàn thắng ở giây 57 của trung vệ Mery Demiral. Đứng trước sức ép của đối thủ, các học trò của huấn luyện viên Montella vẫn đứng vững suốt hiệp 1. Đầu hiệp 2 thì kịch bản cũ lại tái diễn khi Demiral đón quả phạt góc của Adagulu nhân đôi cách biệt. Cho dù Mikel Gregotis đã rút ngắn tỷ số ở phút 66 cho Áo, nhưng đó cũng chỉ là mang tính chất danh dự cho đội tuyển này. Khoảng thời gian còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ bịt kín mọi lối vào khung thành. Thậm chí, đến khi hàng thủ bị đánh bại thì đích thân thủ thành Mert Günok đã trổ tài và cứu thua trong một pha bóng không tưởng ở phút 90+3, mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Huấn luyện viên Montella chia sẻ, chúng tôi là hơi mệt nhưng trận đấu này rất quan trọng. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện tinh thần đồng đội cho đến phút cuối cùng. Khi gặp đội tuyển Croatia ở vòng loại, tôi đã tưởng tượng được kịch bản đẹp trong tương lai vì các cầu thủ của tôi thật sự là đoàn kết. Tôi rất mừng cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vì họ luôn chiến đấu cho hàng triệu con tim ở quê nhà. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự gần gũi của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ấy đã gửi cho chúng tôi lời động viên mọi lúc, điều đó thật sự là tự hào. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Hà Lan ở tứ kết như đã nói ở trên. Chia sẻ trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên Vincenzo Montella nói điều bất ngờ. Chúng tôi đang đi từng bước một, đối thủ tiếp theo của chúng tôi là Hà Lan. Tôi đã xem xét rất nhiều trận đấu và họ không khác nào là một con sư tử đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên thì đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tập hợp năng lượng, tinh thần và thể chất của mình để tiếp tục viết nên câu chuyện lịch sử. Tinh thần toàn đội có đôi chút bị xáo trộn ở những trận đầu tiên, đặc biệt là khi chúng tôi thua Bồ Đào Nha 0-3. Tuy nhiên thì tất cả đã bừng tỉnh sau trận này. Chúng tôi sánh ngang với Euro 2008 về số trận thắng trong 90 phút. Đây là niềm hạnh phúc vô cùng quan trọng với chúng tôi và nếu tiếp tục cố gắng thì không điều gì mà Thổ Nhĩ Kỳ không làm được. Sau trận đấu gặp đội tuyển Áo, Demiral cho biết là anh không có thông điệp ngầm nào trong màn ăn mừng này. Nhưng đến ngày 5 tháng 7 thì UEFA đã ra thông báo cấm trung vệ của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu 2 trận vì vi phạm các quy tắc cơ bản về ứng xử đứng đắn và khiến bóng đá bị mang tiếng xấu. Vì vậy mà chân sút của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể ra sân trước Hà Lan và cả bán kết Euro 2024 nếu Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp. Chúng tôi xem án phạt này là không công bằng vì không có động thái chính trị nào. Montella, huấn luyện viên trưởng của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Hà Lan. Đây chắc chắn không phải là án phạt làm tổn hại đến niềm tự hào của người Thổ Nhĩ Kỳ mà hoàn toàn ngược lại sẽ khiến niềm tự hào mạnh mẽ hơn. Ngoài Demiral, Thổ Nhĩ Kỳ còn vắng Okun Kuku, Ismail Uyesek vì hai cầu thủ này nhận đủ thẻ phạt và bị trao giò. Ông Montella khẳng định là vẫn bình tĩnh và tự tin, bất cứ lựa chọn thay thế nào cũng sẽ thi đấu tốt. Montella muốn các cầu thủ kiềm chế cảm xúc để tạo ra sức mạnh và thắng đối thủ giàu kinh nghiệm hơn. Hà Lan có một số cầu thủ quen với việc chuẩn bị và thi đấu những trận đấu lớn, vì vậy mà họ có một chút lợi thế. Chúng tôi phải có khả năng kiểm soát cảm xúc, biến cảm xúc thành năng lượng. Thổ Nhĩ Kỳ trẻ hơn và có nhiều năng lượng hơn, và điều này cũng là lợi thế cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.